Chào các bạn nha. Sáng nay mình vẫn đi rừng tìm phôi các bạn. Mình đi ba anh em mà mấy anh em đi ngõ nào đâu mất hết rồi. Bây giờ mình còn lại có mình các bạn. Mình đang đi rong tìm thứ có gì các bạn. Cây này các bạn, mình thấy xa xa, mình nhìn nó giống cây sam nhưng mà lại gần thấy các bạn. Cây đây cây sam mập, cây gì ạ? Các bạn thấy lá nó mịn không? Nó rất giống cây sam các bạn. Gốc nó ở đằng kia. Cành nhánh nó cũng giống các bạn. Nhưng mà nó không phải cây sam nha. Không phải cây sam núi nha các bạn. Đây, lá nó ra đây. Ở đây có cây hai châu nữa. Mà cây hai nhau nhau tí các bạn. Đó mình tìm thử có cây nào nữa. Chủ rừng chân chịt các bạn đi không được. Rừng khó đi quá. Đỡ mình lậu thôi thôi. Đây các bạn. Mình gặp những cây hái trâu nữa các bạn. Đây. Gốc nó đây các bạn. Gốc nó có thèo lũa. Đây mình đào thử các bạn. Thấy gốc nó có thèo lũa đây. Tới này các bạn. Trái tròn. Mình bó ra thử các bạn. Mình đã đào nó lên này. Ôi trời. Đào lên rồi các bạn. Rỡ cũng nhiều. Có một cái đuôi chuột đây. Cục đất to rất giác đầy phơ các bạn. Ui cha mẹ ơi, cục đất nặng quá đây. Nếu mình dũng đó các bạn, nặng quá. Đây, mình đã bó lại xong. Chú, cục này giác đầy dở thương lắm đây. Nặng nha. Tu cha nặng cho tay. Điều mình lấy vậy thì nó bảo đảm các bạn. Chịu khó nặng xíu nhưng mà cái phôi mình giờ trồng là sự sống nó bảo đảm các bạn. Ôi xa. Một cành keo ở trên mình cũng biết miếng keo ớt đây, mình bên miếng keo luôn, cái đầu đây luôn, cái đầu đây mình cũng bay, đầu đây cũng bay luôn. Một cục đất trà bá mang dở thương chắc chắc 7-8 kg vậy. Đường mà vách núi cải này các bạn, dương vật nữa các bạn. Mà mang lên mấy cái vật đây là chắc phải chết có. Ôi, mình sửa sẵn mình đi xuống đường cái các bạn, mình tìm thử có cây nào nữa. Đây các bạn, mình cho tiếp một cục đất nữa các bạn, một cây hái trâu. Đây, còn được cái lá chút xíu rồi các bạn. Rồi mình bó tiếp tục mà mang đi chất phơ các bạn. Chu cha nó nặng dữ. Làm hai cục đây chắc chết có rồi. Đây các bạn, mình từ sáng giờ không có thứ đồng hồ mình bao nhiêu giờ rồi. Bây giờ 2:10 các bạn. 2:11. Bây giờ mình lại tới xe là khoảng 5 giờ các bạn. Đi tầm gần 3 tiếng. Qua đây mình được một cây nữa nè các bạn, một cây hái trâu nữa. Cây này cũng được cái bầu đất, được bầu đất các bạn, hai thân. Đây có cây này nhỏ này các bạn, cây này nhỏ mà có vỏ. Bạn thấy cái nhỏ mà nó có vỏ chưa? Cái này bào đất cũng rất ok. Và mình được 3 cây. Không có bào đất các bạn. Kiệt đá. Không, mình lấy dây trồng hên xui các bạn. Đây lá đây. Tung lây lung lánh ra. Rất luôn. Đây các bạn, mình còn cây sớm mình bỏ ba lô nữa đây. Rồi, đồ đạc mình quen ra tứ tung.
chuyển lại còn được bịch sữa. Nó cái này từ từ mình ăn sơ các bạn, rất là hết rồi. Có vẻ là mình gom đồ vô ba lô như vậy các bạn, đi ba anh em mà còn hai anh em khác đi ngõ nào mất mất không. Bây giờ sáng thì mình cũng thấy luôn, mà chỗ này thì điện thoại gọi cũng được các bạn. Ngồi vùng phố sáng mà trong vùng phố phơ rồi. Bây giờ là mình cứ lên tới trên đỉnh cao nhất nó mới có sóng thoại các bạn. Đây, bây giờ mình phải vượt lên trên này nè các bạn. Đó, vượt lên trên trời xanh đó mới về được các bạn. Đây là đường tôi tới giờ nè các bạn. Quá trời, phơ chưa? Vách núi treo leo, mình cứ đi sóc ngược luôn các bạn. Giờ mà còn hết đó các bạn, thử gần làm sao còn nữa. Giờ mà anh em họ đào còn tan. Đây các bạn, chỉ cần tập một bước chân là nó chùi xuống hố liền rồi các bạn. Đường sao mà phơ thiệt. Vật nuôi cứ dựng đứng dựng đứng. Cha mẹ ơi, liều tiếp tục mà các bạn, chưa được nữa đường. Thôi mình tách máy mình leo các bạn. Đây các bạn, mình đã lên tới trên bình rồi các bạn. Mình lên tới đầu núi rồi. Đó mình coi đồng hồ thôi. Lúc nãy là mình đi là 2 giờ 10 phút. Bây giờ 3 giờ 45 phút các bạn. Chú phơ thiệt. Đây, mình được nhiêu đây mà đi ẹp các bạn. Anh em họ xuống núi họ gì hết rồi. Mình xuống núi muộn các bạn. Hai cục trong ba lô, một cục đây, mấy cây rồi nữa các bạn. Bây giờ mình nghỉ ở tại chỗ điểm bành đây, mình lên đó chấp núi rồi. Nghỉ xíu nữa rồi mình sẽ bắt đầu đổ dốc xuống núi nữa các bạn. Còn rất là xa. Thôi chào các bạn nha, hẹn các bạn ở video tiếp theo.